Quý Lên Hồng Nhiều chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Gia Đình Tài Tử. Như chúng ta đã biết, đây là phiên bản tài năng tổng hợp. Tất cả gia đình có thể đến với những thử thách chương trình để nhận giải thưởng. Nếu như chiến thắng thì 10 triệu, nếu như không chiến thắng thì 1 triệu thưa quý vị. Nhưng trong những chương trình sắp tới đây, khán giả xem truyền hình thấy có những thử thách nào mà chúng ta thấy rằng ủa sao những gia đình làm không được, chúng ta hãy cứ tập và đến tham gia chương trình. Nếu được nhận 1 triệu về làm quà, không được thì không sao cả, tham gia chương trình để vui thôi. Có thể những gia đình đã tham gia những thử thách khác rồi, nhưng cũng có thể tham gia thử thách mà chương trình chưa từng được tham gia cũng được nữa ha. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với thử thách nào đây, gia đình nào đây? Xin mời quý vị hướng về màn hình. Các bạn ơi, hiện tại thì Miko Lan Trinh đang có mặt trên con đường Nguyễn Thiện Thuật, cái khu phố rất là sầm uất, và đặc biệt vào buổi tối thì có rất nhiều hàng quán ăn uống, từ ăn vặt cho tới ăn chín, nhiều món ngon kinh khủng. Có thể kể đến như là ốc nè, hủ tiếu nè, sữa nè, trái cây nè, các món mê ly và đã được bán rất là nhiều năm rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ thực hiện chuyên đề là ẩm thực ở con đường Nguyễn Thiện Thuật. Sau khi đã ăn xong vài món thì hiện tại Lan Trinh đã trang phục chỉnh tề. Đi đâu các bạn ơi? Come on. Anh này nè. Dạ, xin hỏi với nhà anh Dũng không ạ? Chú Nguyễn Tấn Độ 64 tuổi và cô Trần Thị Hỷ 63 tuổi có 3 con trai và 1 con gái, tất cả đều đã lập gia đình. Và nhân vật trưởng đoàn là anh Nguyễn Trần Hoàng Dũng 35 tuổi là con thứ 3 của cô chú. Hôm nay không khí náo nhiệt chờ đón sứ giả đã đến, với mong mỏi được giao thử thách khéo léo và khả năng trí nhớ. Nhưng liệu điều đó có thành hiện thực? Em không biết là gia đình mình đã ở đây lâu chưa? 60 mấy năm rồi. Nhà chú ở đây 60 mấy năm. Bây giờ em xin được làm nhiệm vụ của mình. Nhà mình thích trò chơi liên quan tới trí tuệ hay là thể lực thể thao? Thể thao. Vậy mình thích chơi một người hay là chơi đồng đội? Đồng đội. Vậy thì em nghĩ là cái trò chơi ngày hôm nay mình gọi là trò chơi, bởi vì nó không còn là thử thách nữa, bởi vì đúng với nguyện vọng của gia đình, trò thể thao và chơi đồng đội. Rồi, mình bắt đầu với trò chơi bằng một vật dụng sau đây sẽ xuất hiện trên bàn tay của em. Nhắm mắt lại, nhắm mắt lại. Mở mắt ra. Đây. Đây là gì con? Chép ba đúng rồi. Còn con trai con biết này là banh dạ. Trời ơi, con giỏi quá. Nhà mình có ai chơi bóng rổ? Nhà mình thì ưu điểm là chiều cao khiêm tốn. Em xin đọc thử thách của chương trình nha. Thử thách ném bóng rổ. Khoảng cách quy định từ vị trí đứng của người chơi đến cột bóng rổ là 3 mét. 3 thành viên trong gia đình cùng tham gia ném bóng. Có 3 lượt chơi, trong cùng một lượt nếu 2 trong 3 thành viên ném thành công là chiến thắng. Phần thi thất bại và dừng lại khi đứng sai khoảng cách quy định. Chú, người đầu tiên phát bóng chắc chắn phải là chú rồi. Cả nhà mình cổ vũ đi à. Ui, cố lên. Ui, gần được, gần được. Rồi, yếu rồi, yếu rồi, yếu rồi, yếu rồi. Ui, ui, ui. Trời ơi, con thấy chưa? Con thấy chưa? Yeah. Mọi người ơi, cổ vũ nè. Rồi, yếu quá, yếu quá, yếu quá. Dội bản rồi, dội bản rồi. Mạnh hơn nha. Rồi. Tối con đường này đông quá thì đi ra chỗ nào vắng vắng tập để mình có kết quả tốt nhất trên sân khấu. Winner. Công nhận là Michael Lan Trinh cũng khôn thiệt. Chơi thảy bóng rổ mà chọn gia đình có chiều cao khiêm tốn. Nhưng không sao, trải qua một tuần luyện tập thì chắc chắn rằng gia đình đã có thêm nhiều kinh nghiệm. Hy vọng rằng ngày hôm nay gia đình của anh Dũng sẽ nhận được 10 triệu đồng. Điều đó có xảy ra hay không? Chúng ta chờ xem nhé. Và bây giờ xin mời gia đình anh Nguyễn Trần Hoàng Dũng. Xin chào chú Quỳnh Linh. Dạ. Xin chào các khán thể giả phòng quanh. Dạ. Hôm nay chương trình rất là vui mừng hạnh phúc khi chào đón các đại gia đình mình đến đây. Sáng giờ mình lo lắng gì không chú?
lo cũng lo mà rất đều vui. Vui là mấy cháu là gặp chú Quyền Đinh, xin lỗi gia đình tại tôi bệnh. Đối với gia đình là xuân hợp. À, các con cháu mà quay về đây. Rồi cô sao cô? À, chú nói là gia đình mình lâu lâu mới có sự sum họp này đúng không? Mục đích là đây là các cháu thích chú Quyền Linh á. Với lại gia đình để cho con cháu sum họp. À, rồi chào các con nha, chào các fan hâm mộ chú Quyền Linh nha. Gia đình mình từ hồi đó giờ có bao giờ lên truyền hình lần nào chưa? Nếu mà hết cả đại gia đình này thì không có, mới lần này là lần đầu tiên. Chỉ có trong chương trình Gia đình Tài tử mới tập trung cả đại gia đình ở đây để cùng vui. Một tuần trôi qua cũng rất là lâu nhưng rất là nhiều luyến tiếc đúng không? À, xin hỏi bạn trẻ này, bạn đang làm nghề gì? Dạ, em đang làm kỹ thuật ở trường học ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Kỹ thuật hả? Dạ. Kỹ thuật về gì? Dạ, em làm kỹ thuật về âm thanh ạ. Âm thanh hả? Dạ. Vậy là chung nghề rồi. Dạ. Nghệ thuật rồi đúng không? Dạ. Âm thanh này tốt không? Dạ, âm thanh rất tốt ạ. Dạ. Rồi còn như bà xã làm cái gì? Em làm kế toán ạ. Kế toán, người làm âm thanh, người làm kế toán. Rồi chú Linh hỏi con gái nè. Chú gái dễ thương quá. Dạ. Con tên là gì? Con tên là Khánh Trần. Con học lớp mấy? Học lớp trời. Lớp trời. Ôi đẹp quá ta. Con thích làm nghệ sĩ không? Cái gì? Nói đi, nói đại. Ồ mặt xinh quá. Con trai nè, con thích làm nghề gì? Dạ, con thích làm phi công. Phi công? Phi công hả? Tại sao thích làm phi công? Dạ, không biết. Không biết hả? Đó, anh Tài là phi công nè. Rồi cả nhà mình ở đây là toàn thể gia đình hết, là có bà con hay là họ hàng hay là hàng xóm xung quanh không? Dạ, dạ gia đình trong nhà hết ạ. Ba thế hệ dạ. Luôn á hả? Dạ. Mình có tính là giải thưởng xong mình làm gì không? Dạ, kế hoạch thì gia đình sẽ đi Đà Lạt, du lịch Đà Lạt. Đà Lạt? Dạ. Rồi, không biết xong Đà Lạt có được hay không? Nếu mà được thì mình đi Đà Lạt. Dạ. Nếu không khi mình đi không được thì mình đi Lạc Đà. Có gì chú Quyền Linh hỗ trợ? Hỗ trợ hết sức mình luôn. Dạ, nếu cần con đưa con Lạc Đà ra luôn rồi đi luôn. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ xem 7 ngày qua gia đình của anh Dũng luyện tập như thế nào. Ngày đầu trải nghiệm thử thách là đây. Náo loạn cả khu phố. Tinh thần rất hăng say nhưng thành tích lại toàn thất bại. Người ta không khởi động như thế rồi dợp đẻ làm sao? Gần được. Cứ tưởng gia đình đông người nhưng thực ra các thành viên sau khi lập gia đình đều đã sống riêng, mỗi người mỗi quận huyện. Trưởng đoàn Hoàng Dũng sống tại Gò Vấp nên mỗi khi tập luyện mọi người có mặt tại nhà bố mẹ và buổi tối là thời gian thích hợp nhất. Và việc tìm hiểu kỹ thuật ném bóng được thực hiện ngay hôm sau. Và kết quả sau khi tìm hiểu kỹ thuật ném bóng là đây. Sợ đây đông quá nè. Đây bán đông không? Wow, quen rồi. Có lần thất bại, có lần toàn thắng. Trời chơi này rất là khỏe. Cố gắng tập thể thao. Với ba thành viên lớn cùng một đứa cháu 11 tuổi này dường như có sự chênh lệch về chiều cao không hề nhẹ. Và cuộc thách đấu để tìm ra ba nhân vật chủ chốt đại diện để chinh phục thử thách tại phim trường vẫn chưa sáng tỏ. Liệu hôm nay ba thành viên nào sẽ lộ diện? Mấy ngày luyện tập qua thì chúng ta rút ra được kinh nghiệm gì? Em thấy là thử thách này thực sự là quá khó. Vì cái chiều cao của cái rổ so với chiều cao của gia đình thì nó quá chênh lệch đi. Nhưng mà sẽ cố gắng. Không có rút được kinh nghiệm nào sao mình thấy cho nó vô hả? Vấn đề quan trọng là tinh thần mình ổn định thôi, còn lại là hên xui. À vậy hả? Bây giờ xin mời gia đình đón chờ thử thách. Thử thách ném bóng rổ. Ba thành viên trong gia đình cùng tham gia ném bóng.
có 3 lượt chơi trong cùng một lượt. Nếu 2 trong 3 thành viên ném thành công là chiến thắng. Khoảng cách quy định từ vị trí đứng của người chơi đến cột bóng rổ là 3 mét. Trong trường hợp bóng lăn tròn trên vành rổ sau đó mới lọt vào rổ thì vẫn được tính. Tức là lăn lăn nó lọt vô là được. Thậm chí nó rớt lên nó xong nhảy lên nó lọt vô cũng được nữa. Bây giờ mình kiểm tra quả bóng đi coi giống như quả bóng ở nhà mình tập không? Đúng chưa? Dạ, quả bóng này là chính xác là quả bóng gia đình đã tập trong 7 ngày vừa qua ạ. Rồi hôm nay chú là người trưởng trong gia đình, trụ cột trong gia đình. Chú sẽ tuyển chọn ra 3 nhân vật nào để tham gia thử thách. Tôi chọn con trai thứ ba Dũng. Tiếp theo thứ hai là đứa con Út Hải. Tưởng đâu Út là nhỏ đang ẩm trên tay chứ. Thứ ba là cháu nội. Thôi. À, bé đó nãy thảy vô 2 trái lượt đó hả? Rồi, cảm ơn chú. Mời 3 thành viên bước lên phía trước. Bước lên trên. Đến điểm xuất phát. Mời cả nhà mình bước qua bên kia. Linh xin hỏi người to nhất, bự nhất, bạn đang suy nghĩ điều gì? Dạ em rất rung nhưng mà em sẽ cố gắng để lấy 10 triệu dẫn gia đình đi du lịch. Em rung dữ không? Dạ cũng hơi. Hơi rung. Có gán không? Dạ gán. Gán dữ cỡ nào? Dạ cũng hết xui đi. Năm nay em bao nhiêu ký? Dạ em hả, nếu mà 5 ký nữa chắc cũng được tạ anh. Cũng bộn ha. Xét về mặt ký lô cũng bộn ha. Hỏi cái em nhỏ nhất, em đứng giữa, con đang suy nghĩ điều gì hả Thông? Dạ con sẽ quyết tâm ném vào được cái rổ. Quyết tâm vô cái rổ. Người đứng bìa, bạn Dũng. Bạn có rung không? Dạ có anh. Trời ơi. Tâm lý cũng hơi rung nhưng mà em sẽ quyết tâm được anh. Có ráng không? Tự tin, dạ em tự tin anh. 3 người đều rung hết. Vậy thì bây giờ mình chạy tại chỗ cho nó đỡ rung nào. 1, 2, 3 chạy tại chỗ, nhanh lên nào. Khởi động mạnh lên. Sẵn sàng, dừng lại. Cười cười thoải mái lên. Rồi, đó bây giờ đỡ rung rồi đó. Đỡ rung chưa? Dạ rồi ạ. Các thành viên gia đình, mình hãy động viên đi. Ăn lẩu ở Đà Lạt hay ăn lẩu ở Thành phố Hồ Chí Minh là do 3 đứa. Cố lên. Con và cháu nội ráng cố gắng tự tin lên để đi Đà Lạt. Anh ơi cố lên lấy tiền cho con đi Đà Lạt anh ơi. Thì cho nó nói câu gì luôn đi. Ngủ kêu nó vậy. Rồi bây giờ cả nhà động viên rồi ha. Tất cả sẵn sàng. Cố gắng lên nha. Cái vụ ăn lẩu ở Đà Lạt hay lẩu ở nhà nó quan trọng lắm á. Coi chừng không có lẩu luôn à. Nào thử xem. Nhớ đừng chạm mức nha. Có gì đâu, đơn giản chúng ta đứng thẳng người lên, hít hơi thật sâu, chung người xuống, đẩy bóng lên, vào rổ. Đấy, nói vậy thôi chứ khó lắm quý vị. Sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Quý vị cho những tràng pháo tay để ủng hộ tinh thần cho cả 3 người chơi. Và bây giờ thử thách 10 triệu hay 1 triệu? Gia đình muốn mấy triệu? 10 triệu. Bắt đầu. Mời thành viên đầu tiên. Trời, con hả? Dữ vậy ta? Lượt thứ nhất. Bắt đầu. Coi chừng chạm mức nha con. Tiếp tục. Vẫn còn cơ hội. Cố gắng lên nào. Đang làm nóng. À, ừ làm nóng đi. Đáng lẽ phải làm nóng từ ngày hôm qua tới giờ rồi. Dạ 10 triệu mà phải làm là kỹ chút. Làm tới chiều luôn đi. Cũng được mà. Thoải mái, đúng rồi. Lắc mạnh lên. Ráng nha. Cơ hội cuối cùng đấy. Wow. Chúc mừng.
Vô. Y vừa nãy lắc lắc như nãy đó. Lắc lắc 10 triệu. Lẩu Đà Lạt. Đà Lạt. Nào, cố gắng lên. Lượt thứ 3. Chúng tôi xin chào giá trị giải thưởng là 10 triệu đồng của gia đình đệ tử để gia đình có một chuyến đi Đà Lạt thật vui. Đó quý vị thấy không, trong gia đình đệ tử luôn luôn có những niềm vui như vậy. Có thể đến với chương trình để chúng ta kết nối thành viên gia đình lại với nhau, để có những giải thưởng để chúng ta cùng gia đình đi du lịch. Đơn giản như vậy quý vị, những nụ cười, những niềm vui đã bắt đầu xuất hiện. Còn bây giờ, Quý Lê xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với thử thách thứ hai với gia đình nào đây? Xin chào quý vị khán giả, xin chào anh Quyền Linh. Và hiện tại thì Miko Lan Trinh đang có mặt trên đường Lê Quang Định, trong một con hẻm nhỏ rất là thanh bình và mát mẻ. Cố tình lựa chọn một cái background nè, có nhiều hoa lan để phù hợp với tên của em, Lan Trinh. Thôi, bây giờ mình thăm gia đình chị Trang, là người đã đăng ký vào gia đình tài tử ngày hôm nay. Đi thôi. Dạ, cho em hỏi phải nhà chị Trang không ạ? Dạ phải. Chị là chị Trang hả chị? Dạ đúng rồi. À, em từ chương trình gia đình tài tử nè. Dạ, dạ mời chị vô. Cảm ơn. Đại gia đình ba thế hệ này là khán giả trung thành của chương trình gia đình tài tử. Chị Nguyễn Thị Kiều Trang, 27 tuổi, là con dâu trong gia đình đã thuyết phục bố mẹ chồng là bác Phạm Văn Nên, 66 tuổi và Lương Thị Thuận, 66 tuổi, tham gia đăng ký cùng toàn thể các thành viên trong gia đình nhiệt liệt hưởng ứng. Và hôm nay, sứ giả làng Trình trao thử thách gì cho gia đình đây? Trò chơi này là sẽ có sự phối hợp của không phải một thành viên, nên em cần một cặp đôi nào mà hiểu ý nhất trong nhà. Thì em với cháu em. Em với cháu hả? Bây giờ em có trò chơi liên quan tới những cái ly. Em đố cả nhà mình chơi trò chơi với mấy cái ly này. Chắc ném bóng quá. Bóng hả? Bóng. Anh làm gì anh? Đổ nước. Hai thành viên nha. Đổ nước chắc. Đổ nước làm tháp ly. Còn cháu con. Nha, bây giờ mình sẽ có một cái đạo cụ nữa từ chương trình. Đây là một cái cây gỗ và một cái đế. Vậy là bây giờ với những cái đạo cụ mà em đã đem ra cho gia đình mình xem thì mình sẽ làm trò gì? Đố nè. Hả? Cân hai cái ly lên. Anh đoán đúng. Vậy thì bây giờ quan trọng là em đọc thử thách. Thử thách xếp và giữ thăng bằng cầu ly. Đạo cụ 8 ly nhựa được chơi. Gia đình chọn hai thành viên tham gia thực hiện thử thách. Trong thời gian quy định 1 phút 30 giây, hai người chơi cùng lúc phải thực hiện việc xếp chồng 8 ly nhựa, mỗi bên 4 ly lên trên hai đầu của thanh gỗ, vừa phải giữ được thăng bằng thanh gỗ này. Sau khi xếp xong, cầu ly phải giữ vững trong thời gian 3 giây thì được công nhận chiến thắng. Quyết tâm chiến thắng lấy về 10 triệu nè. 1, 2, 3, quyết tâm! Chào cả nhà chị Trang. Anh Quyền Linh ạ. À, chào anh. Nghe nói cả nhà mình là hình như đại đa số là những người bán xăng đúng không? Dạ đúng ạ. Dạ. Có bán dầu không? Có. Dạ có luôn. Nhớ. Có luôn. Thôi thôi, anh làm nghề bán xăng bao nhiêu lâu rồi? Em không bán xăng nhưng mà gia đình bán xăng. Ủa dạ. Dạ. Vậy là đứng nói quyết liệt luôn. Có. Dạ có, cái gì cũng có hết trơn á. Dạ chú ạ. Đây thì bán xăng khoảng 25 năm rồi, bây giờ về hưu. Chú có kỷ niệm nào vui khi lúc bán xăng bán dầu không? Có khi là vui, có khi cũng buồn. Vui á thì là xong ca rồi nghĩ về vui, mà trong lúc buồn á, đang bom á, có khi là khách gáo gắt, cự nữ đồ này kia, đủ thứ chuyện trên đời hết. Ta cự hả? Cự chứ. Có nhớ có cô nào cũng cự chú không? Có chứ, nhiều cô lắm. Cự sao? Thì nói là anh bom sao vậy?
bơm mày tràn ra ngoài. Anh đúng bơm rồi, đúng. Ừ. Bơm phải vô trong chứ. Thì đó. Thì bơm ra ngoài người ta nói liền. Đó, mà thực tế mình bơm chưa có ra ngoài. Có ra ngoài không? Chưa. Đúng rồi, kinh nghiệm 25 năm bơm mà không lẽ bơm ra ngoài. Bơm về đã không chú? Không, cũng có khi đã khi không. Cái nghề của chú á, người ta hay gọi là nghề bóp và nghề bơm. Bóp và bơm. Vừa bóp vừa bơm. Vừa bóp vừa bơm. Dạ. Ừ. Mình có tập luyện gì không chú? Không có tập, nhưng cái đó thì đủ tập rồi. Nói bởi vậy về cái tay nó thoải mái lắm, khó chịu. Nó quen mà. Quen hả? Trời, nghề dễ thương quá. Nghề bóp và nghề bơm. Cô với chú mình quen nhau bao nhiêu năm rồi? 3 năm cứ. 3 năm hả? Ừ. Hả? Gặp gỡ nhau ở đâu? Cây xăng ở đâu? Không. Quán. Ở quán hả? Quán nào? Quán nhà. Quán dạ, mình bán quán gì? Bán quán gì? Bán quán đủ thứ á, là cà phê, rượu rồi tùm lum. Ông vô uống thiếu hả? Hay sao? Không có uống thiếu, uống trả tiền chứ sao thiếu được. Trả tiền rồi sao mà để ý mà quen nhau được hay vậy? Ông để ý là quen riết thì dính rồi chứ gì. Để ý lâu không dính vậy? Lâu. Hả? Rồi lần đầu tiên ông tỏ tình sao cô? Hả? Hả? Ông nói cười cười. Ông nói sao mà cô biết ông yêu cô? Cô có không qua đi. Hả? Không có khó. Không khó. Ví dụ này hay nè. Cô nhớ là coi. Khi mắc cỡ trời, mắc cỡ trời luôn. Cô nè, cô nhớ thử coi. Lần đầu tiên mà chú tỏ tình với cô, chú nói gì? Thì lại uống hoài rồi nói chuyện qua lại. Nói sao mà biết ông yêu á? Đâu có biết ông yêu đâu. Từ nó thấm nhận. Sao thấm được? Tự nhiên ông nói sao thấm được? Thì ngày nào cũng uống là quen nhau, thương nhau chứ. Biết làm sao giờ? Uống rồi thương vậy đó hả? Nhưng mà nhớ cái nụ hôn đầu tiên không? Không có. Không có sao thương? Hả? Có không cô? Không. Không có hôn luôn? Không. Rồi chừng nào mới hôn? Chừng nào đám cưới thì hôn. Ủa sao tình yêu lạ ta, không có hôn trước đám cưới hả? Không. Có nắm tay không? Có. Có nắm tay thì có. Nắm tay thấy làm sao? Thấy cũng bình thường vậy, không sao. Ủa vậy sao yêu được ta kỳ ta? Ta thấy bình thường sao yêu ta? Thôi hả? Ờ giờ mắc cỡ đưa chồng rồi. Chú nói rồi. Hồi đó lần đầu tiên sao mà để cô biết chú yêu cô? Thì thay như là bây giờ trong thời gian mà tìm hiểu với nhau à. Thì qua lại rồi bắt đầu là mới gọi là thương nhau. Nhưng mà đúng cũng là nắm tay, nắm chân hoặc là nụ hôn ban đầu rồi này kia chứ sao không có. Thấy chưa, chú nó có nụ hôn ban đầu hết chưa? Có, sao mà tiến tới ngày hôm nay. Đúng rồi đó. Vậy mà cô không có. Nhớ nụ hôn ban đầu à. Nhớ hôn chỗ nào? Hôn ở trên má chứ chỗ nào đâu. Không có hôn ở trong quán hay sao? À không, không ở ngoài chứ trong quán thì đông quá sao hôn. Hẹn nhau đi chỗ khác hôn chứ đâu hôn ở đó. Đi coi rạp hát rồi này kia đó. À vô rạp hát hả? Đó, vậy đó. Vô rạp hát hả? Không có coi hát. Không có coi hát. Rồi hôn không hả? Hôn không hả? Lần đầu tiên chú nói cô sao đó, nay nói lại. Nhìn vô cô nói coi. Cái này cũng lâu quá rồi, cũng không nhớ. Thì thôi thay mình hâm hấp hôn đi. Thì thay như là bây giờ nói là lần đầu thì gặp nhau thì cũng chưa có tìm hiểu sao. Rồi bắt đầu đến đổi thì nói là trong thời gian thì đến đây ngồi uống cà phê thì cũng tiền chắc cũng rất nhiều rồi. Thì bây giờ thôi, bây giờ chỉ rút ngắn lại một lần nói thôi, bây giờ anh rất thương em. Quá đã luôn. Thấy con cháu thấy đã chưa? Hồi đó giờ ba mẹ đâu có khai đâu. Bữa nay mới khai ha. Thôi nay vui rồi, bữa nay coi như mình hấp hôn đi chú ha. Hy vọng hôm nay mình có giải thưởng 10 triệu đồng để mình hấp hôn ở đâu. Thì thôi, nhưng bây giờ nếu mà được lên đây thì gia đình cũng nói là vui là chín, gặp Quyền Linh là 10. Nhưng mà được 10 triệu thì đi Vũng Tàu du lịch, cả nhà đi. Du lịch rồi còn gì nữa kế bên nữa? Thì hấp hôn. Quá đã luôn. Hôm nay cả nhà mình có mặt trên sân khấu thì chương trình rất là vui. Hy vọng là gia đình chúng ta sẽ nỗ lực để giành lấy giải thưởng 10 triệu đồng ha. Một tràng pháo tay dành cho gia đình của Duy Trang. Ta xem 7 ngày qua gia đình họ luyện tập như thế nào. Quan cảnh ngày đầu tập luyện là đây. Cả nhà xôn xao trao đổi chỉ dẫn, khiến người thực hiện mất phương hướng. Người phải làm cùng lúc, hai người bên cạnh. Cùng lúc hết ta. Anh
Không có được, đổi đâu đó. Đúng rồi đó, vừa á. Ồ, đúng tay sao làm? Anh đúng rồi, anh bị đúng rồi ha. Còn 5 giây, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Một cuộc tìm kiếm cặp đôi ăn ý thật gian nan. Thử thách giữ thăng bằng cầu ly cần người thực hiện phải bình tĩnh, tay không run. May ra gia đình sẽ hội đủ điều đó, vì cả nhà chị Trang ai ai cũng là nhân viên bơm xăng. Chú hả đi, chị hả đi, cần. Rồi đó, để xích tan, để xích vô. Yêu cầu thử thách là hai người thực hiện, nhưng thời gian biểu của từng thành viên trái giờ nhau, nên mẹ chồng chị Trang đề nghị. Tối thì nơi làm, sáng thì nhà tập, là biết không được gì hết. Tinh thần luyện tập của tất cả thành viên gia đình xuống dốc hay sao mà hôm nay chỉ có hai cô cháu này luyện tập thế kia? Tinh thần bình tĩnh, bản tính điềm tĩnh, nhưng hai cô cháu này lại có bản tính trái ngược nhau, người nóng tính, người máu lạnh. Sự hợp tác này liệu có vượt qua thử thách? Qua 7 ngày qua luyện tập, mình có cái kinh nghiệm nào để mình cân bằng mà nó không rớt mấy cái ly không? Trò chơi rất là khó nhưng mà gia đình này quyết tâm. Nói chung là tập mới đầu thì tập không được, nhưng mà gia đình là xin làm đêm để ban ngày tập. Tại vì ở này nó khó lắm. Mà khi mà cân lên hai cái ly mà không đều nhau là nó sẽ đổ xuống hết. Mỗi bên là 4 cái? Dạ. Trong vòng phút 30 giây? Dạ. Rất là khó luôn á anh Huyền Linh. Thì nói chung là gia đình đến đây là vui là chính thôi. Cả nhà làm đêm hết? Dạ. Rồi cả nhà ngày tập hết? Dạ. Rồi chờ đâu ngủ? Thì tranh thủ ngủ ít thôi. Ngủ ít thôi hả? Dạ. Rồi hôm nay thì hy vọng rằng cái sự luyện tập đó sẽ thu hoạch về cho mình 10 triệu đồng ha. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ đón chờ thử thách của chương trình. Thử thách xếp và giữ thăng bằng cầu ly. Gia đình chọn hai thành viên tham gia thực hiện thử thách. Trong thời gian quy định 1 phút 30 giây, hai người chơi cùng một lúc phải thực hiện việc xếp chồng 8 ly nhựa, mỗi bên là 4 ly lên trên hai đầu của thanh gỗ. Vừa phải giữ được thăng bằng thanh gỗ này. Sau khi xếp xong, cầu ly phải giữ vững trong thời gian là 3 giây thì được công nhận chiến thắng. Bây giờ thì mời chú sẽ cử ai là những thành viên tham gia thử thách. Trang với lại Hải. Dạ. Con với lại con dâu với lại cháu ngoại. Con dâu với cháu ngoại. Xin mời hai người lên kiểm tra lại xem đúng như cái ly mình đã tập hay không. Dạ, đúng chưa? Dạ chính xác là cái ly mà trong gia đình của em luyện tập trong 7 ngày qua ạ. Bây giờ mời hai thành viên bước vào vị trí xuất phát. Hai thành viên, có vẻ bây giờ các bạn cũng đang rất là căng thẳng, đúng không chị Trang? Dạ, rất là căng thẳng anh Huyền Linh. Bạn Hải, bạn đang làm gì? Dạ, em đang học kế toán tại Hutech. Bây giờ đứng ở vị trí đó, bạn có hồi hộp không? Dạ, cũng hơi. Trước khi đi thì những thành viên trong gia đình dặn như thế nào? Ông ngoại dặn gì? Dạ, bình tĩnh thôi, đừng có run quá. Trang, Hải, cố lên. Cố lên. Trang với Hải cố lên, gánh 10 triệu đi Vũng Tàu. Cố lên. Bây giờ tất cả đã sẵn sàng. Mọi người cố gắng ngồi im vị trí, không nhúc nhích. Xin mời hai bạn chúng ta xác định xem thanh gỗ cân bằng chưa? Cân bằng rồi đúng không? Chỉ 1 phút 30 giây thôi nha. 10 triệu hay là 1 triệu? Tất cả sẵn sàng. 3 2 1 bắt đầu. 1 2 3 1 2 3. 1 2 3. Từ từ nó đang không nó cân bằng. 1 2 3 từ. Chúng ta còn 1 phút 16 giây. Ấy. Còn rất lâu. Yên tâm, bình tĩnh. Mình còn 1 phút 10 giây. Từ thôi. Vẫn còn thời gian rất là nhiều. 1 2 3. 1 2 3. Cỡ 30 giây đã trôi qua.
1, 2, 3. Chúng ta còn 57 giây nữa. Bình tĩnh. Từ từ để nó cân đã. Từ đó nha. 1, 2, 50 giây. Xong rồi. 1, 2, 3. Rồi, chúc mừng Trang nha. Chúc mừng cả nhà. Bây giờ vẫn còn rung đúng không? Rung không? Bây giờ rung quá, tay lạnh ngắt à. Rồi, chúc mừng chú nha. Ta vỗ tay thật lớn lên nào. Và bây giờ, chúng tôi xin trao giá trị giải thưởng là 10 triệu đồng cho gia đình chị Trang. Đây. Hy vọng rằng với giải thưởng này, gia đình sẽ có một chuyến du lịch ở Vũng Tàu để hấp hôn giữa cô chú nha. Thưa quý vị, chúng ta vừa trải qua phần thử thách dành cho gia đình của chị Trang. Còn bây giờ sẽ là thử thách cho những ai thách đố. Với thử thách bún muỗng vào ly, trong thời gian 1 phút, người chơi phải bún được 10 cái muỗng vào ly thủy tinh được xếp sẵn. Thất bại khi hết thời gian quy định, người chơi không hoàn thành được thử thách. Người thách đấu đó là Lê Thị Mỹ Hạnh. Chào. Lý do tại sao bạn lại thách đấu? Dạ là do cái trò này là ở nhà em đã tập và thành công nên là giờ em muốn thách đấu cái chương trình. À, dạ. Bạn tập thật thành công nhiều không? Dạ nhiều lần ạ. Nhiều hả? Dạ. Bạn đang làm nghề gì? Dạ hiện tại thì em chỉ ở nhà nội trợ thôi. Nội trợ thôi? Dạ. Nhà nấu ăn xong rồi lấy cái ly ra bún chơi vậy đó. Dạ đúng rồi. Giờ đi kiếm tiền đúng không? Bạn đã sẵn sàng? Dạ em sẵn sàng ạ. Còn bây giờ mời bạn. 1 phút 10 muỗng vào ly, được 1 triệu đồng, không được nhận được những tràng pháo tay của khán giả. 1 phút dành cho bạn, bắt đầu. Không vào. 1, 2, rất nhanh, nhanh hơn nữa. 3, hay lắm. 4, 45 giây. 5, hay lắm bạn. 6, trời ơi. 6, rất chuyên nghiệp, còn 37 giây nữa. 7, 8, còn 32 giây. 9 đô, còn 29 giây. 10. Hay quá. Ở nhà em tập chỉ được trong vòng 30 giây thôi. Vậy đó hả? 30 giây là 10 cái luôn đó hả? Quá dữ. Nào, vào xuống đây. Và như vậy là bạn đã nhận được số tiền thưởng là 1 triệu đồng. Xin mời. Một triệu đồng của gia đình tài tử. Và mong rằng bạn sẽ xem chương trình gia đình tài tử rồi tìm ra thử thách nào để mình thách đấu tiếp tục ha. Và bây giờ người thách đấu thứ hai là người nào? Thử thách phi lá bài ghim quả dưa leo. Khoảng cách từ vị trí đứng đến giá cắm quả dưa leo là 2m. Với 108 lá bài, người chơi sẽ ném và phải có 3 lá bài ghim được vào quả dưa leo. Sau đó, 3 lá bài này phải giữ vững được trên quả dưa leo trong thời gian 3 giây thì mới được công nhận chiến thắng. Đây là sự thách đấu từ anh Lê Văn Thắng. Và bây giờ chúng ta sẽ... Chào Thắng. Chào khán giả. Sao? Tự nhiên mình thách đấu vậy? Dạ... Trong một dịp tình cờ thì em xem cái chương trình này trên TV. Em thấy sao mà có những tiết mục rất là đơn giản mà sao khán giả với người tham gia chương trình không làm được. Em thấy rất là tức chứ. Khó chịu. Ừ khó chịu chứ. Tự nhiên dễ quá mà làm không được. Ừ. Cho nên em quyết định tham gia chương trình này. Quá để thử thách. Đây. Giống như thách đấu em đưa ra 108 anh hùng lương sơ bạc ý, 108 lá bài gì rung dữ vậy trời. Rung gì sao nó phóng được trời. Chuẩn bị 90 giây, bắt đầu. Đó, trời ơi, chút xíu nữa rồi, ráng xíu nữa rồi. Đó, mạnh gì đó, lực nó phải mạnh vô lá bài bằng nội lực. Đúng rồi, lực nó mạnh gì đó. Quá dữ. Trời ơi, gần trúng luôn. Đó, nó mạnh vậy đó. Chưa có ghim lá nào hết. Bắn chim hả? Đó, rất mạnh. Đó, đúng rồi, cứ như vậy nha.
hết thời gian. Quý vị thấy không? Có đôi khi mình ngồi dưới mình coi mình tức, đôi khi ngồi coi nó trời ơi tại sao không làm vậy đâu, tại sao chỉ làm vậy, tại sao lại không thắng. Nhưng lên đây mới thấy được áp lực, đúng không? Mời bạn nhận một kỷ niệm chương của chương trình. Chúc sức khỏe nha, cố gắng luyện tập. Có thách đấu nào hãy đăng ký với chương trình chúng tôi. Thưa quý vị, như vậy là chương trình Gia đình Tài tử xin phép được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau vào lúc 19 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào.